Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng. Mà con nay ba nghiệp viên dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng. Mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp chẳng ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh âm, tin sâu Phật trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trân. Tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt màu ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu. Phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc họa tai nối liền. Từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa. Như Lai Bồ Tát xa xưa, tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin, Bồ Đề thành tự đứng tin bắt đầu. Chúng con kinh thỉnh nguyện cầu, chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm mưu, cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bày. Tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng môn
lòng thanh cao, thân cầu ý niệm lao chao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ đến không cầu trả ơn, không thế giới có sợ, nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông cỏ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiên rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phật tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hạnh đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ.
sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện
thiện tâm phát hành, não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mỗi hạt giống lành thế gian. Khiến ta không khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thâm cao, biết đâu dại xa vào mấy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc vì ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám cố nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sinh,
sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm, ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Khoa tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bao dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ, thần không sao thứ có dư, sáu trần chẳng thể làm mờ trắng sao anh. Sáu ba la mật hạnh cao, sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi sanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn.
Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thân hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phân rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đạo. Chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn, hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần, hoặc vì chẳng quán nội tâm tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên, hoặc vì theo cảnh đau điên chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng, tu hành theo lối lăng xăng cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm, cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác
trần, bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên. Chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chánh xoay bần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn, Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình.
năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con sinh, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Nội tâm mà bao ác nghiệp cũng ăn
âm thầm gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân, trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai. Thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian. Mênh mông chẳng thể nghĩ bằng, phàm phu trí thiện toán nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi. Thấy nghe nông cạn trong đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân. Thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác cặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật phép soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng. Một lòng tha thiết thưa rằng, kể từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên,
Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật lý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn khiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ thua tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi,
rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên xin mang diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can anh. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm, mà khổ báo nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ, biển mê chẳng bờ luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung em. Kiếm trời hay kiếm người cùng lánh chia nghiêm quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian hòa thừa oan cũ thân tàn tật đau em. Giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đáo đầu dẫn đưa, ba ác tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường, họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau. Oan gia khổ báo đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình, khổ báo nước lửa đạo binh, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên, xa quê mồ mả tổ tiên anh. Nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu, khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ báo miệng lưỡi giang hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan, khổ báo hoạn nạn miên man. Dịch tả số ré phong hàng liệt thân, khổ báo á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy, khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàng, hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn, sám hối khổ báo từ đắm mang. Tự treo tự sát tự cầm vực sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương, sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiên thí.
Y phục thực phẩm chi ly à, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và cánh đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năn. Con vì ba nghiệp sáu căn ấy, đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Tất cả đủ đầy chánh tín tam bảo, chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chúc chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện. Nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phước trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh. Tiếng tu Phật quả sâm thành, chúng sinh ân hưởng nước lành từ bi.
không gian dẫu tận hệ chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, mà quyết tu phước trí mê lành triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiếm cố sanh nhiều hằng xa. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rớt người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyên bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn, với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quốc hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành.
hoặc dùng yêu thuật mà miễn khoe quan đã cứu thành thánh nhân. Tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền, bày điều sai kiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh năng. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mỏi mòn khí khí lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con pháp lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa